Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sao ứng dụng trên laptop vĩnh viễn. Thì để sao ứng dụng trên laptop thì đối với Win 7 tới Win 11 thì cách làm như nhau nha. Rồi, giả sử như ở đây tôi muốn là xóa chương trình có tên là LD Player thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ vào thanh tìm kiếm này. Lưu ý nha, nếu như các bạn chúng ta sử dụng Windows 11 thì thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí này. Còn nếu như các bạn chúng ta sử dụng Win 10 á thì thanh tìm kiếm nó sẽ nằm ở vị trí này. Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm này. Sau đó các bạn chúng ta sẽ nhập từ khóa là Control. Đó, khi các bạn chúng ta nhập từ khóa Control thì một chương trình có tên là Control Bundle nó sẽ xuất hiện. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ mở cái chương trình này lên. Rồi tiếp theo ở mục View By, các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng đầu tiên, tức là Category. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện giao diện thế này. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào Problem. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào Problem and Future. Thì lúc này á, nó sẽ xuất hiện toàn bộ các chương trình mà các bạn chúng ta đã cài trên máy tính. Đó, đây là danh sách các chương trình mà tôi đã cài trên máy tính. Giả sử như bây giờ tôi muốn là xóa chương trình có tên là LDP Player thì tôi sẽ có 3 cách sau đây. Cách đầu tiên á, tôi sẽ bấm phải chuột vào chương trình mà tôi muốn xóa. Sau đó tôi sẽ chọn vào Uninstall. Cách thứ hai, tôi sẽ chọn vào chương trình mà tôi muốn xóa. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào Uninstall ở trên. Và cách thứ ba, tôi sẽ nhấn đớp chuột, tức là nhấn 2 lần chuột trái vào chương trình mà tôi muốn xóa. Đó, giả sử như đây tôi xóa chương trình này. Uninstall, chọn vào Yes. Đó, sẽ xuất hiện như thế này. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn gỡ bỏ này. Đó, cách thức gỡ bỏ nó giống nhau nha. Các bạn chỉ cứ chọn net nó sẽ được nha. Đó, gỡ bỏ thành công. Thì lúc này á, LD Player nó sẽ không còn xuất hiện trong danh sách này nữa. Rồi, một lưu ý nha. Nếu như chương trình mà các bạn muốn xóa nó đang được mở lên thì các bạn chúng ta sẽ không xóa được nha. Muốn xóa một chương trình hoặc là một ứng dụng thì bắt buộc các bạn chúng ta phải thoát hoàn toàn chương trình đó ra thì mới xóa được nha. Ví dụ như đây tôi đang mở Google Chrome này. Mà tôi xóa Chrome này. À, nó không cho tôi xóa nha. Đó, các bạn yêu cầu phải thoát hoàn toàn nha. Ví dụ như ở đây, các bạn kiểm tra này, nó có đang mở hay không. Nếu mở các bạn thoát ra. Đó, rồi nếu như các bạn thoát ở đây rồi mà các bạn xóa nó vẫn không được thì các bạn chúng ta sẽ vào Task Manager. Thì để vào Task Manager này, đối với Win 11 các bạn bấm phải chuột vào nút Start, chọn vào Task Manager ở đây. Còn nếu như các bạn sử dụng Win 10 và Win 7 á, thì các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào thanh taskbar và chọn Task Manager. Sau đó tìm tới ứng dụng mà các bạn muốn xóa và các bạn thoát nó ra. Đó, giờ xin như đây tôi thoát Google Chrome. Đấy, nãy tôi đã thoát rồi. Bây giờ tôi muốn thoát chương trình nào ra thì tôi chỉ cần là bấm phải chuột vào nó này và chọn Enter. Đó, để tôi thoát nó ra. Sau khi tôi thoát hoàn toàn nó ra rồi thì tôi mới xóa được nha. Đó, đối với các chương trình còn lại các bạn cũng làm tương tự nha. Zoom này các bạn cùng làm tương tự, chọn vào bấm phải chuột Uninstall sẽ được nha. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách sao ứng dụng trên laptop vĩnh viễn. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn mọi người theo dõi.